rất là có ý nghĩa. Kính thưa quý vị, từ đến giờ quý vị thấy có một cái MC rất là duyên dáng. Bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe chị hát một bài trong bài Thuyền Trăng của anh Bằng. Xin mời quý vị đón chào chị Hồng Loan. Hồng Loan xin đến chánh nhạc phẩm Thuyền Trăng của nhạc sĩ Nhật Bằng. Làn sóng mến thương
khói trốn ra đầu. Thương anh chương chi thiếu nàng ngọc nữ đêm nào, câu hát tâm tình muôn đời duyên kiếp chưa sâu mong về đâu. Thuyền trôi treo nghiêng trên sông lặng lờ, vầng trăng khuất sau chân mây mờ, lắng nghe cung đàn sao nên tiếng rất là đặc biệt. Tiếp theo đây là một cái tiết mục thay đổi không khí. Chúng ta xin giới thiệu chị hai người, chị Phi Loan sẽ ngâm thơ và hòa cùng tiếng sáo của chị Ngọc Nội trong nhạc phẩm hay là trong bài thơ Ngày Xuân Nhớ Mẹ. Xin mời chị Phi Loan và Ngọc Nội. Kính thưa quý vị bác sĩ và kính thưa quý thân hữu, Phi Loan rất là Phi Loan và Ngọc Nội rất là cảm động khi được tiến sĩ Mai Thanh Triết mời tới đây để chung vui với quý bác sĩ và không biết nói gì hơn. Đầu năm, Phi Loan kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, nãy giờ Phi Loan được nghe các anh chị, các bác sĩ hát với hết tâm hồn của mình. Và cái điều đó khiến Phi Loan ngạc nhiên là tại vì khi bác sĩ làm việc thì nó rất là thực tế. Và khi vào với nghệ thuật thì các bác sĩ cùng hòa nhập với nghệ thuật. Thì trong cái bài thơ ngâm ngày hôm nay thì xin quý vị nhớ về người mẹ. Kính thưa quý vị, có những hoàn cảnh mà những người anh em của mình không thể trở về quê hương để thăm lại người mẹ của mình. Thì với ý tưởng đó, xin mời quý vị nghe bài thơ Ngày Xuân Nhớ Mẹ với tiếng sáo của anh Ngọc Nôi. Xa thật là xa.
tâm tư chiếu nàng lòng vương vấn, thơm mùi cơm mới bát cánh ngon. Tuổi thơ con chập chững bước đi, lòng mẹ hân hoan bao tháng ngày. Thương con mẹ dõi theo từng bước, khập khềnh nương bóng mẹ vào đời. Ôm cả quê hương chặt vào lòng, vì nợ nước nhà con vẫn mang, nên con vẫn giấu mẹ trong lòng. Xuân này xuân đến rồi xuống nửa, hẹn mẹ con về trong vinh quang. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị cho tiếng sáo một nồi một tràng pháo tay thật lớn. Xin trả đến cô cho MC. Xin cảm ơn tiếng sáo và tiếng ngâm thơ đã vừa rồi đã đi chúng ta về miền đất của mẹ. Và sau đây xin mời tất cả quý chúng ta cùng nhau thưởng thức một màn vũ nữa, sẽ cho do các em trong nhóm Thiên Ân sẽ cống hiến đến với chúng ta với vũ điệu hip hop. I'm a single lady, I'm a
I just wanna get your attention. I really wanna be all up in your head. I'll get you hot. Thêm một giọng hát đường xa ước mơ nữa, xin mời nhạc sĩ Trương Thúc Việt from San Diego với nhạc phẩm Tình Khúc Mùa Xuân. Xin cảm ơn chị MC duyên dáng đêm hôm nay. Tôi xin cảm ơn anh Khanh, chị Hoàng Mai để mời chúng tôi đến tham dự buổi tiệc tất niên, actually đầu năm. Xin kính chúc tất cả các anh chị năm mới an khang thịnh vượng. Bye.
chân ai dịu tiếng mơ đêm vắng xa chưa dòng tóc mây bay rồi tu vẫn chưa nguôi giận hơn rồi đâu vẫn chưa thôi lạnh lùng dòng la cuốn em mang trôi dài mãi trôi chiều xuân. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.